Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng nhé. Hôm nay thì lên sóng thanh lý cho anh em một cục đẩy 4 kênh FB10000Q. Dòng này thì nó sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ và thương hiệu của LAP, dòng thương hiệu của Thụy Điển. Đấy thì trước khi vào báo giá xem chi tiết thì anh em xem livestream sẽ xem video thì có thể là đăng ký kênh để theo dõi nếu như các bác muốn tìm hiểu những cái sản phẩm bên cửa hàng Thắng Hoàng nhé. Anh em cho Thắng Hoàng một nút like. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì máy móc này thì em đang để ở phía đây, cũng có mấy con lên sóng sẽ bán thanh lý dần cho anh em. Đấy. Con này là con iVin iVin 902 này, con này 900W này, cũng rất là ít ở trên thị trường này. Cái mã này là mã công suất lớn 900. Con này là con IBO DPA 1+, con này thì nó là cũng là FB10000Q, nó là xỏ sát công suất 1,5 cơ. Con này thì nó cũng là nguồn xung TD. Đấy, con này thì công suất cũng khoảng tầm 1,000. Con này công suất tầm 1,000, anh em đánh 40 quá ok luôn. Hôm trước Thắng Hoàng cũng đi test cho khách một cặp 40 với một cặp 30 đánh sự kiện, đánh người ta gọi là làm các cái nhà hàng á, thì họ có bên hông là riêng cái khung khu để hát. Đấy. Con này là con đẩy đánh súp lát y bát 2,000. Con này thì anh em đánh một kênh thôi, con này đánh súp kép nha, có đồng pha, có cắt tần số. Này cả lát y, nó là dạng của fan mù sâu standard. Chung là con này thì hình thức ở bên ngoài thì cũng được họ lắp vào tủ, cho nên là có những cái lệch lạc họ đục thủng cái này. Còn tất cả này thì sẽ trau chuốt lại cho anh em về mặt trước, thân vỏ đẹp hết, máy móc thì bên trong nó còn đẹp lắm các bạn, nhìn bên ngoài nó vậy thôi nhưng mà bên trong nó rất là đẹp. Cái này xỏ sắt công suất lớn. Giá con này thì anh em mua, thực tế là nếu như anh em mua cái mẫu này thì nó cũng phải tầm 16-17 triệu một con, không hề rẻ đâu. Mà anh em mới đăng ký theo dõi kênh thì Thắng Hoàng bán cho anh em giảm giá rẻ mà các bác không tưởng tượng được là nó rẻ đến mức độ vậy đâu. Bây giờ vào chủ đề chính nha anh em nha. Con FB10000Q này, con FB10000Q này thì thông thường ra những cái hàng xấu hàng đẹp thì giá nó cũng khác nhau, xấu đẹp thì giá nó cũng khác nhau. Này hàng bãi như này thì cũng không phải là xấu. Đây là hàng bãi, tất cả máy nguyên bản cho anh em nhá, cái máy đẹp nguyên bản cho anh em ấy. Như các cái mẫu FB10000Q này thì thông thường thì là công suất của nó sẽ là 1,300 một kênh. Con máy này máy 4 kênh. Đấy. Anh em xem tất cả series các cái mẫu sò. Đấy. Series các cái mẫu sò thì nó đều một series cả nhá, chưa sửa chữa cho nên là chưa bị thay thế nhá. Đấy. Kể cả phép cũng vậy. Đấy, kể cả phép cũng vậy. Tất cả nó còn nguyên bản đồng bộ nha. Các cái này là lau chùi nó dính nha thôi nha. Các cái này là các cái keo tản nhiệt đấy. Đấy, tất cả đồng seri, model và seri nó đồng hết. Mặt sau này tín hiệu đầu vào thì 4 cái linh loa cũng 4 cái luôn, đầy đủ luôn, tật. Những cái mẫu đẹp, mẫu đấy đẹp như các cái hãng này, FB10000Q thì nó sẽ giá dao động khoảng tầm 11,5 triệu, từ 11 triệu đến 12 triệu tùy theo mức độ xấu đẹp. Đấy, tùy theo mẫu mã bên ngoài khác nhau. Còn nếu mà xấu nữa thì rẻ nữa thì nằm khoảng giá tầm 10 triệu đến 10,5 triệu. Ok chưa các bác? Riêng cái mẫu máy này là mẫu FB10000Q thương hiệu của Thụy Điển. Đấy, dòng mạch Class TD. Class TD, anh em xem anh em cũng nắm bắt được rồi. Đấy, thì riêng cái mẫu này thì Thắng Hoàng thanh lý cho anh em con này với mức giá đây là 8 triệu đồng. Đấy, 8 triệu đồng thôi, cực rẻ luôn. Anh em nào mua, có nhu cầu mua thì gọi điện cho Thắng Hoàng, các bác cứ gọi trực tiếp qua số 0969 800 985. Bảo hành cho các bác trong thời gian là 3 tháng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào các bác.